Dạ em xin mến chào quý cô chú anh chị em nha. Ngày hôm nay em có quay được một cái đoạn clip gửi đến cho cả nhà cái tình hình cái công việc của cuối năm của bên bãi mai vàng miền Nam của em. Thì thường thì cỡ giờ này thì anh em việc theo và anh em trong nhà sẽ bắt đầu bó cây giao cho anh em những cái cây phô mai vàng và những cái cây giống thì em để bên kia. Ngày hôm nay thì em có nhập được 9 cây hàng giỏ sắn rất là đẹp. Lần đầu tiên thì em nhập được, trước giờ thì em ít, rất là ít. Có thể như là cái đợt này là đợt thứ hai á cả nhà, là em lấy giỏ sắn về em giao lưu với cả nhà hàng chơi Tết. Cái lô mai ngày xưa thì em có lấy á, long em lấy cái kéo em cắt cái mấy dây này ra cho anh đi. Rồi hai anh em mình quay clip ở đây. Tại ngày hôm nay thì bên em không có livestream được, tại anh em trong nhà quá trời mệt rồi cả nhà. Đây cả nhà nè, nhìn thấy nè, cái lô mai giỏ sắn á, thì có lẽ đây là lần thứ hai bên mai vàng miền Nam của em nhập về. Tại lúc trước thì cũng có nhập, nhưng mà nhập những cái cây moi bonsai tầm trung. Còn đợt này thì em đã nhập được cái lô hàng lớn, 9 cây, cây nào cũng như cây nào. Nó là cây giáng long. Ghép này chắc cũng được 2 mùa quá. Nên cốt cành nói chung rất là đẹp. Nút thì cả nhà cũng biết là năm nay dậu sắn rất là đạt bông. Nút rất là nhiều nghe cả nhà. Lô này thì sẽ không nói về vấn đề hoành, nó bự hay là không hoành, thì nó tầm khoảng chừng 25 lên tới 26-27 cỡ đó thôi. Cây nó cao tầm 1m5-1m7. Những cây này thì đang nằm chậu 8 đó, chậu này chậu xi măng nghe cả nhà, chậu xi măng. Phong cây thì nó cao, rất là cao. Tại vì trước thì em cũng có nói với anh em, nếu ai có những cái lô mai mà giỏ sắn á, mà nó cao á, phong nó cao á, thì mình nên nhập về. Tại biết sao, những cái lô mai mà giỏ sắn á, cả nhà cũng biết rồi, khi mà cả nhà ghép vô thì cái tốc độ cành nó đi và bắt đầu nó rơi xuống. Những cái cành nó đi nó sẽ rớt xuống. Thì những cái cây phong cao á, thì cả nhà cũng biết rồi, mình rớt cái cành xuống á, khi mà mình bứt lá ra, mình lọc bỏ những cái cành nào mà nó sai vị trí này kia, nó có một cái cây rất là đẹp. Chẳng hạn như những cái lô mai này này thì em cũng mang về đây thì em cũng giao lưu với cả nhà. Những cái lô mai này thì hôm bữa thì em cũng có trao đổi với, kinh nghiệm với một số anh em, kêu là những cái lô mai này tài nên á, khi mà tài chăm á, quan trọng nhất là tài phải xuyên cắt tỉa những cái gọi là cái chi ở trong, cái chi ở trong á, nếu mà nó mọc ra tài xuyên cắt á, để vì về sau biết sao nó bỏ, nó không có hạn chế cái vấn đề mà bị chết chi. Nha, những cái lô mai này nè, thì lô mai này thì tài đang giao lưu thì giá thì 12.500 một cây mua số lượng nha, còn bán lẻ thì tài đang bán là giá 14 triệu một cây. Cây rất là đẹp nha cả nhà, quá trời nặng. Hôm nay thì chỉ có em và Long với nhờ được anh em bên Viettel nữa mới xuống được. Đây cho cả nhà coi chi tiết cái này nè. Lô mai này thì chỉ có một cây, một là nhìn nó hơi bé thôi, tại vì cái cốt cành nó đóng quá trời nó đẹp. Vàng đế của nó đâu, vàng đế nó đây. Thì cái này thì em nghi là trước chủ trước chắc trồng mô rồi nhổ lên nè, của bên bạn của em có thay chậu cho em. Nó thay chậu mà không bị gất lá là mình giữ được cái vàng nút mà. Giữ được vàng nút mà. Thân lắc léo rất là đẹp. Nè cả nhà nhìn thấy không? Giáng long. Đó. Đây là một cây nè. Cái nào cũng vậy, nằm chậu 7 chậu 8. Đế nó chung được thôi. Lô mai này đế không khá. Nhưng mà cái mình của nó đúng chuẩn cây giáng long. Nè. Đúng chuẩn cây giáng long. Ghép đúng vị trí luôn nghe cả nhà. Tại vì sao những cây giáng long thì cả nhà biết rồi, những cái điểm vị trí cành dương 1, 2, 1, 2 đầy đủ hết, cây nào nó cũng chuẩn cây hết. Bên này, ai Long, em ra sao anh đứng bên này nè, em quay cho cả nhà xem nha. Đó cả nhà nhìn thấy nè, cây rất là đẹp luôn. Không, em rất là vui nghe cả nhà. Tại vì biết sao, thì em thì muốn chừa lại một cây để em chơi Tết, nhưng mà em nghĩ chắc những cái lô mai này giao lưu nhanh. Tại vì những cái cây mà hàng mà giỏ sắn mà cái phong cao cỡ gì nè, là những cái lô mai này trước giờ là em mới gặp luôn á. Đây là bên này là 3 cây nha. Hôm qua bên này nè. Đó, đây là bên Viettel bắt đầu lại lấy cây. Đây, đó. Em đang còn để ở ngoài. Cũng có cây chậu gọn gọn nữa. Nè, cả nhà nhìn thấy nè. Nè, giăng lồng. Em chưa cắt dây luôn á. Cái phong tàn của nó là kín luôn. Cái mặt bông này của cả nhà biết rồi. Giảo quắn mà, giảo sắn mà. Mặt bông nó rất là đẹp luôn. Cốt cành nè. Đó. Đây, cây này,
cây này cũng cây giáng long, em chưa cắt dây ra, cả nhà thấy cái mình của nó dặn rất là đẹp. Nhưng có cái em thì kết cây này là lý, nếu mà là em cắt bỏ cái chi nó xuống, em nuôi cái vàng mà dạng như nó rớt hết trơn nguyên cái mâm mâm cỡ gì nè, nhìn nó sẽ đẹp hơn nè. Về mình bỏ những cái chi nó thừa ra, mình tạo cho cái cây mang một tàn nó ấm. À, Long ra quay cây này là Long. Đây cũng có cây nữa nghe cả nhà. Cây này để phong nó nhỏ gọn nhất. Phong này nhỏ gọn nhất tại vì cái cốt cành ở dưới nó không có. Bánh lên trên. Lên trên là đầy đủ hết trơn nghe cả nhà. Đầy đủ hết trơn luôn. Đó. Cái này thì chẳng hạn như em giao lưu thì cũng có giao lưu lẻ. Lẻ thì nếu cây nhỏ này thì em vẫn bán bằng giá lô nè, 12.500. Nè, bông nó đây cả nhà. Bông nó đây. Giỏ sắn mà. Cây nó rất là đẹp luôn. Hoành thì cây này em bao cả nhà hoành cỡ 22-24 rồi. Cây này đang nằm chậu 7. Chậu này chậu đại lộc. Đó. Còn những cái lô mai trong này thì nó cũng dở quắn, nhưng mà cái cây này nè, nó rớt cành rất là hay. Cái này thì chính cây này thì nếu mà có lẽ em quay đoạn clip ngày hôm nay xong thì chắc ngày mơi bên em sẽ dọn cây lại cái nữa. Dọn cây lại để biết sao không? Để mình quay cái đoạn clip cho nó đẹp hơn. Bên này là em chưa có dọn nghe cả nhà. Thì cả nhà cũng biết trước giờ bên Mai Vàng mình Nam anh bên em dọn cây rất là đẹp. Cây nào cũng đẹp hết. Cây này sát cây nó bự nè. Giáng long luôn. Đẹp hả Long ha? Có cây nào bị gãy không? Không. Tại vì biết sao cái kiểu này nó vậy đó Long. Nè. Chị ghép ra nè. Chị ghép ra mà này có một cái bữa anh. Rồi. Cốt chà bá không? Không? Quá trời cái cốt ở trong, để quay cho cả nhà cốt ở trong. À, cái cốt ở trong nó bự nghe cả nhà. Cốt ở trong bự. Cái này chắc ghép hai mùa quá. Anh đoán hai mùa. 9 cây nghe cả nhà. Thì cả nhà anh em nào thì tin tưởng bên em thì muốn lấy cây tầm nào thì cứ nói bên em. Bên em sẽ lựa cây cho cả nhà. Thì bên em đang xả lô ghế. Lô ghế này em cũng nói cả nhà về tới đây 1.850.000 cái tính tiền xe luôn á. Tại mình vốn mình mua cái này thì nó bữa là em mua lô đầu tiên là mua tới 2 triệu một cái, về sau mua 1.600.000 gì đó. Đó, bây giờ em đang xả. Đó, tại vì em không còn chỗ để nữa, cả nhà cứ lấy thì em thanh lý lỗ 1.500.000 một cái nghe cả nhà. 1.500.000 một cái. Ghế thì nhiều anh em sợ nói ngồi không được này kia, nói chung á kiển mà cái này mình gọi là hàng độc, hàng sưu tầm. Chẳng hạn nhà cả nhà mà có khuôn viên rộng, cả nhà muốn 4 cái bàn cũng có luôn cả nhà, để đặt gieo một cái khuôn viên đó cả nhà trang trí nó sẽ đẹp hơn. Tại vì nhiều khi anh em cũng nói cái ghế này nó phải ngồi được hay sao, tương lai nó sẽ ngồi được. Tại biết sao không? Đang nằm trong cái bầu mà, đang nằm trong cái bầu nè. Cái này mình ghi sai đó. Đợt này cũng bị bom hàng rất là nhiều nghe cả nhà, bị bom hàng cũng khá nhiều. Ai qua nữa ông đưa cho ông tài xế em tôi chịu à, tôi bắn qua cho đi rộng đó. Còn hàng chợ nữa nè. Đó, đây. Anh em Viettel đi rồi, đợt này xe Viettel đổi phong cách. Ngày xưa xe màu xanh, giờ đổ qua xe trắng nhất à. Còn đây những hàng chợ nghe cả nhà. Hàng chợ dảo. Dảo hạt trồng ga nè. Bông đây. Đó. Bông nè. Đạt lắm luôn á. Cây thì em đang giao lưu giá 1.500.000. 1.500.000 một cây. Cao tầm 1.5m, 1.6m một cây nghe cả nhà. Còn khu này là cái khu em ghét nè. Đây nè, cho cả nhà coi mặt bông đó nè. Đó, mặt bông đẹp ghê luôn không. Khu này là khu ghép. Khu này khu ghép mời bên em sẽ dọn dẹp hết lại. Đó, trong đó không là đã 500 cây. 500 cây cái lô này không, đợt này em sẽ ngưng ghép cái lô này. Em bắt đầu ghép qua hàng con nữa, cái giống mai nhị ngọc toàn. Đây, cái giống nhị ngọc toàn bên em đây nè. Rồi, lắp hết rồi, em mới lấy cây giống về. Rồi sáng mới nở ra một bông bên này cũng đẹp lắm nè. Còn đây là ở bên em thì có cái cây giống hôm bữa Mai Vàng miền Tây á, có tặng cho em nè. Nè cả nhà, cúc thọ hương. Đó, sai bông ghê luôn. Rất là đẹp. Đây là những cái cây mai giống mà cây con á, em bán mấy trăm ngàn cây á. Đó, bây giờ lên mạnh lắm à. Ngày nay bắt đầu giao cho cả nhà vừa lắm rồi. Để em lấy một cây, hai cây ra cho cả nhà xem. À, đó, khi mà cả nhà ra được rồi nè. Cả nhà để em lấy cây ra làm mẫu cái đi. Đây, lấy cây này ra. Khu này là khu ghép nha cả nhà. Khu ghép xong cây nó lên rồi mình để bên đó. Còn để bên kia nó khô thì mình mới ghép. Còn những cây nào mà lên rồi thì sẽ để trong đó. Đây nè, cỡ gì thôi. Trái bí hàng này em
đóng có một bo vô rồi, bây giờ nó lên rồi nè, lên rồi. Để em ngắt cái này ra cái. Đó, lên rồi, hàng cỡ gì thì em đang làm cây giống thì em cũng không có ngại nói cái giá thì cả nhà cũng biết rồi. Trước giờ Mai Vàng miền Nam em luôn luôn công khai giá. Đây, 500 ngàn cây, em bao ship nha cả nhà, em bao ship. Là bên em ghép mấy này bắt đầu lên hết trơn nè. Ở đó cả nhà cần hàng nào thì cả nhà cứ liên hệ lại với bên em. Còn hàng chơi Tết, chẳng hạn cây cỏ gì nè, chơi Tết nó nói chung á, thân thủ nó sẽ không đẹp, nhưng mà cả nhà vừa chơi Tết, cả nhà vừa lấy giống, bên em đang bán giá từ 3.5 triệu lên tới 6 triệu. 6 triệu cây hàng bự hơn á, tàn nó sẽ bự hơn, còn cái độ mà đẹp thì nó sẽ không có gọi là đẹp, tại vì những cái cây này cây giống mà nó sẽ không có phải gọi là cây đẹp nè. Hàng nhị ngọc toàn em để bên kia còn nhiều lắm, để nguyên cái dãy bên kia luôn. Cả nhà cứ cần hàng chơi Tết, cả nhà cứ liên hệ em, một ngày bên em đi rất là nhiều cây. Còn đây cây phâu này thì em bữa giờ thì cũng mong muốn giao lưu lắm nhưng mà chưa giao lưu được nè. Nó cả nhà cần thì hoành 42 cây sầu, đường kính bầu 1m1, cây này cao được 4 tấc, em giao lưu giá cả nhà 7.5 triệu, em bao ship. Cây thì rất là đẹp nha cả nhà, cây nhịn ngoài sát nó bự lắm. Còn cây này thì em bữa lên em giao lưu rồi nè. Đó rồi, đoạn clip này của em cũng kết thúc tại đây. Em cũng mong muốn lên đây chia sẻ cho cả nhà. Đây nè, cái mặt bông đột biến ngày hôm qua hôm kia nó nở một bông vàng rồi, thì em sẽ đủ tự tin nói cái bông này là bông đột biến. Bông này rất là đẹp luôn, em có đánh dấu vô lúc nó nở ra em ghép vô nè, đó, ghi chữ V vô đây là nó có bông vàng và bông đột biến. Khu ghép đây nghe cả nhà, khu ghép. Đó. Rồi, clip của em xin kết thúc tại đây. Cô chú anh chị đi ngang thấy clip của em hay, xin cả nhà một like, một cái chia sẻ và đừng quên đăng ký kênh ủng hộ tiếp cho Mai Vàng miền Nam của em nha. Một sáng quên đây nè, mới nhập được cây chật này, đẹp ghê không? Đó, mới nhập được cây chật này, hoành nó tầm khoảng chừng 30 à. Mà cái sù đang bể sù lên cành phóng. Em cũng nói cả nhà, tại vì cây này em mua về em ghép, em mua 3.5 triệu. Nói chung giá rất hợp lệ luôn cả nhà. Rồi. Em mến chào đại gia đình mến yêu của em nha. À, cô chú anh chị ơi, trong cái thời gian vừa qua, tại vì nó cũng sắp kết thúc hết được hết một năm rồi, thì bên Mai Vàng miền Nam của em tên Tài, em xin đại diện nói với cả nhà vài câu. Nếu trong thời gian vừa qua em có làm cả nhà buồn, giận hờn chuyện gì đó, mong cả nhà bỏ qua cho em, tại vì cái đặc thù cái công việc hiện tại bây giờ nó rất là nhiều, nhưng có cái cả nhà cũng biết đến Mai Vàng miền Nam của em rồi. Bao sống, bao bông, bao hoành và bao ship. Hôm bữa thì cũng có nhiều anh em cũng nói tài tay của anh chết xong. Thường nói thật sự ra, nói cả nhà, em thường là thường theo cái lúc mà cả nhà mua. Chẳng hạn cả nhà mua em cây 1 triệu, 2 triệu chết đi, em phải thường. Nhưng có đợt vừa rồi thì em làm lô mai có mấy trăm ngàn cây, mình thường thì cả nhà thì sẽ không có hài lòng. Bởi vì đợt vừa rồi em có bán cái lô 2 triệu mấy, 3 triệu thì em đã thường xong rồi. Cả nhà, anh em nào chưa có coi clip này nè, chưa được tài thường á, thì cả nhà cứ liên hệ gì lại với Tài, đừng có ngại. Em đây không có bao giờ em ngại đâu, nhưng có cái em gửi đến lời xin lỗi cả nhà mà em đã buộc cây hơi chậm trễ. Thì cả nhà cũng biết đến Mai Vàng miền Nam của em là chưa bao giờ mà không thường cho cả nhà hết đó. Còn đây còn cây nở bông nữa này, nó 9 triệu. Rồi, em mến chào đại gia đình mến yêu của em nha. Rồi, clip của em xin kết thúc tại đây, hy vọng trong thời gian tới này sẽ được quý cô chú anh chị em ủng hộ em nữa nha. Rồi, em xin chào tạm biệt ạ.